Người ta ngủ ngoài đường. Ừ, rồi sao nữa? Không có nhà ở chứ sao, bị người ta đuổi. Đi ngủ nhà ta thì bị người ta đuổi. Không có tiền trị bệnh, nhưng mà tối ngủ giá trời nó thật, nếu mà có phải theo ông theo bà thì đi luôn cái một, đừng có đòi mình. Mấy đứa cháu nó không có tiền còn nghỉ. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Ngày hôm nay là ngày cuối năm của năm 2022. Chỉ ngày mai thôi thì chúng ta sẽ chào đón năm 2023. Thì Bùi Hồ xin chúc cô bác quý anh chị, tất cả các mạnh thường quân sức khỏe, an lạc, dồi dào. Và đặc biệt là năm mới thì gặt được nhiều thắng lợi mới. Xin chúc mọi người luôn có những cái niềm vui trong cuộc sống. Và hôm nay thì Bùi Hồ quay trở lại hoàn cảnh của bé Ngọc, một cô bé 13 tuổi mưu sinh với cái nghề gọi là bán vé số. Một cô gái mà phải nói là có gương mặt thiên thật. Và lúc nãy thì Bùi Hồ có điện cho bé Ngọc là hôm nay là con bán vé số có được không. Hiện nay gần 3 giờ chiều rồi và em bán cũng còn khá là nhiều vé số, cũng có được sự hỗ trợ của mạnh thường quân đó. Thì hôm nay Bùi Hồ muốn gặp em để chia sẻ về cái cuộc sống để bán vé số của em vào một buổi chiều như thế này, được sự hỗ trợ mạnh thường quân có thể đi sắm cho em một số đồ để mà mặc trong những ngày Tết Nguyên Đán tại Việt Nam nha cô bác quý anh chị. Đây, bé Ngọc. Mấy vé? 5 vé, còn nhiêu vé? 5 vé 2 là còn 93. 93 vé. Ôi trời ơi, rồi lỗ rồi. Các chú chào Ngọc. Dạ. Có xem được cái đoạn clip của mình trên YouTube không? Chưa đúng không? Rồi ở nhà mình có ai xem được đoạn clip của mình trên YouTube không? Có. Ai? Có ba xem. Rồi ai xem được nữa? Ba xem với lại mẹ, vợ mới của ba xem. Rồi ba mẹ có nói gì không? Có. Nói là mày lên phim mày nói là tao lấy tiền của bà nội mày đi đánh bài. Mà tao đâu có đâu. Ngày hôm nay thì các chú thấy con cũng còn khá là nhiều số. Hiện nay thì cũng gần 3 giờ chiều rồi. Hôm qua tối bán được nhiêu tờ, ngày hôm nay bán nhiêu tờ, rồi tối bán được nhiêu tờ, giờ này còn rất là nhiều vậy? Tối thì còn 47 vé. Bán được có 47, bán được có 53 tờ à. Hôm qua lấy bao nhiêu tờ? 100 tờ, bán được 53 tờ. Còn 47 mà sao giờ ra 9 mấy? Không, cô lấy số mới. Còn lấy số mới còn bán nữa hả? Là 100 tờ. Tối này con bán tới mấy giờ con mới nghỉ? Tối này 1 giờ mấy con đi về. 1 giờ mấy đêm. Bạn dắt đó con bán được nhiêu tờ rồi? Có 53 tờ. Là tới 1 giờ mấy mà con bán được 53 tờ thôi. Đúng rồi. Má con có sắm đồ Tết không? Không, bà nội kêu mua con không có mua. Tại bà nội mua mấy cái đồ đi bán không à, như là đồ giả không à. Bình thường con mua đồ mặc là con mua ở tiệm nào con nhớ không? Tiệm nào hả? Nhiều lắm. Con có vô shop mua lần nào chưa? Có. Shop Như Ý với lại shop Tuyền với lại shop Thanh Thanh. Hàng năm là Tết là con được bao nhiêu bộ đồ? 4-5 bộ. 4-5 bộ. Dữ rồi. Một bộ khoảng nhiêu tiền? Bộ trăm mấy. Là 400-500. Mà tiền đó là ở đâu có? Bà nội để dành. Bà nội để dành. Rồi những ngày Tết thì con có đi bán không? Hay là mặc đồ này đi mặc đồ Tết, đi ăn Tết hay là mặc đồ này đi bán? Được Tết, nghỉ được 4 bữa. Bữa mấy đến bữa mấy? Bữa 29 tới bữa 4. Ôi trời ơi, bán mà y gan công chức luôn trời. Y gan làm việc nhà nước luôn á. Được có 4 bữa. Được đi ăn Tết đi về đi thăm ngoại hay sao? Không, không có đi thăm, ở đây chơi. Ở đây chơi. Đối với con thì Tết vui nhất là gì? Đi tắm hồ bơi. Đi tắm hồ bơi. Tết thường là lì xì là mình được bao nhiêu tiền? Tết năm ngoái con được có 200 mấy 300 mà. Mình nghỉ được 4 ngày. Các chú thấy con như nè, rất là xinh gái mà sao tại sao đi bán mà để đầu trần vậy, không đội nón lên đen thùi lụi như chú Hồ sao? Không. Sao không? Nực. gì nực trời. Này lớn lên xấu rồi sao? Để quen rồi. Để quen rồi, mai mốt đội nón lên nha. Dạ. Mình sắp lớn lên làm thiếu nữ rồi. Thật ra các chú như thế này nè, có nhiều cô chú nói là cô bé bụi đời hay là cô bé bán vé số, thì con có mắc cỡ không? Không. Sao vậy? Có gì đâu mắc cỡ. Mình là con gái dễ thương vậy mà ta kêu mình cái biệt danh là cô bé bụi đời hả? Không có gì mắc cỡ. Không có gì mắc cỡ hết hả? Mình dễ thương xinh xắn, gương mặt thiên thần nhưng mà kêu bụi đời gì? Từ đi bụi đời thì con có hiểu cái từ bụi đời là gì không? Hiểu. Bụi đời là sao? Ngủ ở ngoài đường đó. Hả? Đi như là mấy thằng kia đó. Là sao? Nói cho chú hiểu cái từ bụi đời theo con hiểu đi. À, con thấy người ta ngủ ngoài đường đó. Ừ, rồi sao nữa? Không có nhà ở chứ sao bị người ta đuổi. Đi ngủ nhà ta thì bị người ta đuổi. Vậy thì tại sao con lại, con nói bà nội mất á, thì con lại đi ngủ vui đời, con lại chấp nhận với cái cuộc sống đó mà con không lao động để vươn lên mà lại đi bụi đời? Con kêu hỏi tiền đóng tiền nhà đâu. Không đủ tiền đóng tiền nhà. Vậy thì người ta, bà nội mất á, người ta nhận con làm con nuôi, con khỏi ngủ bụi đời, khỏi ở nhà trọ, thì tại sao con không chịu? Ví dụ vậy, nội trong tuổi già. Nội còn sống thì không có đi, mà nếu mà nội mất rồi thì ở với người ta, còn không mất thì thôi. Ở với người ta là người nào? Cô chú với Nguyễn Dư của con á. Nhưng mà đừng nghe chú nghe nói là đi bụi đời, sao mà cái cuộc đời nó bi quan quá. Các bạn trai nhỏ nhỏ không có cha không có mẹ thì mới đi bụi đời, còn con thì có ba mẹ rồi, lại mình có đôi tay khỏe mạnh, mình có vốn làm ăn nữa, sao đi bụi đời được hả? Hay là cái đó là cái chỉ cách trả lời để mà trả lời cho qua với mấy chú thôi. Có mấy tờ con? 10 tờ. 10 tờ nhiêu tiền? 100.000. 10 tờ có mấy chục ngàn mà tới 100.000 như vậy. 10 tờ này là trúng không Ngọc? Con có biết đâu. Chơi sổ sao biết trúng. Chơi sổ sao biết trúng à? Chú tặng con tờ con lấy không? Lấy. Cảm ơn chú. Hả? Cảm ơn chú hả? Rồi còn được bao nhiêu tờ đếm cho chú xem với. Còn lại 68 tờ nữa là 680.000 luôn. Mau mà. Mau hả? 68 tờ con đi vòng xuống cái bà ngoại mua con 20 tờ. Chú Hồ muốn hỏi là bé Như hả? Em của con tên gì? Như. Như, bé Như bao nhiêu tuổi rồi? 11 tuổi. 11 tuổi. Như nay có đi bán không? Có. Như bán ở đâu? Bán ở dưới Phụ Tùng. Như có điện thoại không? Có. Có điện thoại luôn. Như là 11 tuổi, bán được bao nhiêu năm rồi? Bán được 2 năm. 2 năm. Như bán bao nhiêu tờ? Em con bán nhiều hơn con. Em con bán gần 300 mấy tờ luôn. Em con 300 mấy tờ, con gần 200 tờ. Bà nội gần 200 tờ nữa. Vậy là khoảng 700 tờ. 700 tờ mà chú thắc mắc hoài là không hiểu tại sao lại 700 tờ là một tháng là nhiều tiền lắm mà sao xài mau hết vậy? Không, mua đồ ăn ở nhà nữa, rồi trả tiền nữa, rồi 100 tờ của bà kia lấy là một ngày phải góp cho bà 100.000 là không có lời. Là sao? Là cũng như mới đầu nữa con ra bán là mượn tiền bà ảnh với số. Rồi người lãnh số bả 100 tờ đó phải lời 100.000 mà không có lời cả. 100 tờ là sao? 100 tờ không có lời được. Là 1 triệu. Nội con hỏi mượn người ta mượn. Nội con đưa cho bả 1 triệu chứ không phải là đưa cho bả 900. Nên nếu mà đưa 900 bà nội con là 100, mà cái này nội con đưa bả 1 triệu. Nội con ra bán vé số là lúc mới ra là không có tiền. Đi hỏi mượn tiền người ta bao nhiêu? Mượn có 1 triệu à. Mượn 1 triệu, một ngày trả nhiêu? 100. Một ngày trả 100.000. Rồi bây giờ hết chưa? Chưa. Ủa bán ngày lời 600-700.000 mà. Không, mua đồ ăn ở nhà nữa. Chứ thấy vậy chứ. Một ngày nội con gần 300.000 á. Rồi em con rồi con ăn nữa chi. Con nói con bán số con có ăn gì đâu. Không, nhưng mà con có bán hết đó. Cái con đói bụng kêu bà nội kêu lấy tiền mua ăn gì đó. Nhưng mà con chứ nói... mà tiền số vậy là con không có ăn. Mà bán hết rồi xin tiền bà nội ăn. Rồi bà nội cho riêng nữa. Có nghĩa là con đi bán số rồi con không có ăn. Bán về xong đưa tiền cho bà nội. Rồi bà nội mới cho tiền lại, xin tiền bà nội, nội mới cho lại. Bà nội cho bao nhiêu? Thường là xin bao nhiêu? 20 với lại 10.000. 20. Mỗi ngày con chi tiêu là bao nhiêu tiền? Có 30.000 à. 30. Với tối 10.000, với sáng 20.000. Rồi tiền bà nội con bệnh uống thuốc hay là cái thuốc gì ngại nhiều? Không, mình nội con bệnh, mình nội con không có mua thuốc. Không có uống thuốc. Không, con kêu mua thuốc mà nội không có chịu mua. Rồi bà nội hỏi tiền góp hết chưa? Tiền góp. Tiền mà hỏi tiền bao nhiêu số trả hết chưa? Tiền mấy số, tiền hiếu hả? Chưa, chưa trả hết. Vậy là hiện bây giờ bà nội còn thiếu tổng cộng là nhiêu? Có 4 ngày à, là 400.000 hay 500.000 gì đó con có biết đâu. Hôm trước thì mấy chú gửi tiền đó, bà nội có gửi trả người ta có, chưa? Có, giờ nào cũng trả mà. Sao bà nội có tiền đủ không mà bà nội chỉ góp ngày 100 xong trả dứt cái gốc luôn? Trả dứt gốc thì không có vốn bán đúng không? Đúng, chứ gốc rồi tiền mà ăn, đâu có vốn mà bán. Bây giờ bán vé số là ngày có mấy chục ngàn, sử dụng có mấy chục ngàn mà bán ngày là mấy trăm ngàn mà trả không hết nợ luôn. Không, em con ăn nhiều lắm. Nó mua đồ chơi gần 100 mấy một ngày của nó. Nếu như có một người mà cho bà nội dọn trọ đi chỗ khác khỏi ngập úng thì con có chịu không? Chịu. Thôi bây giờ như thế này nè, cũng gần 3 giờ rồi, con đi bán vé số đi. Chiều sau 4 giờ rưỡi thì các chú sẽ gặp lại con ngay tại một cái shop để cho con sắm đồ Tết. Bây giờ thì cũng hơn 3 giờ, cũng còn nhiều số với bà nội ha. Thì tụi con như thế này nè bà nội. Hôm qua thì Đạt á, có điện thoại, sáng nay Đạt có điện thoại cho nội rằng có một chị giấu tên ở Florida của Mỹ á, hỗ trợ cho nội tiền. Thì con không biết cái cảm xúc bây giờ của nội thì như thế nào ha. Cái cảm xúc bây giờ của nội, bây giờ được nghe được hỗ trợ tiền thì cảm xúc của nội như thế nào? Dạ. Nội cái nợ trọ này là 4 tháng liên tục hay là sao nội? Thì 4 tháng đó kế đó. Cũng như 3 tháng này chưa có tiền đóng, nói ông 4 tháng mà nói ngay. Tới đây là 1 tháng nữa rồi đó. Dạ. 30 này nè, tháng người ta cho giảm 5 ngày tiền đóng. Mỗi tháng là nhiêu nội? Mỗi tháng 1 triệu mấy á, tại vì có 1 triệu mấy? 1 triệu mốt mấy chục. Là 4 tháng là 4 triệu mốt. Lúc nãy thì con có tâm sự với lại bé Ngọc. Bé Ngọc nói nội là hỏi tiền người ta để mà nội đi bán vé số là như thế nào con không hiểu lắm. Cũng như là mình mượn vậy đó, là 1 triệu 2. 1 triệu 2. Trả trong vòng bao nhiêu ngày? Cũng như mình góp đó, cho mình trả. Nội hỏi mấy triệu? Hỏi 3 triệu đi bán đó, mà bây giờ cũng như là đóng là thứ 3 tháng rồi. Bây giờ chưa có đóng, nói ông thôi ráng tháng như đây là 4 tháng. Có gì nếu mà không có tiền đóng, mình lấy tiền với số đưa cho ông đóng. Chứ chừng ra có tính nữa. Con đang thắc mắc một cái vấn đề. Con là một người khán giả và Đạt thì được kết nối với Mạnh Thường Quân. Nội thì bán bao nhiêu tờ? Bán khi nào tôi nói bán còn thì bán tiếp. Chứ nội không có bán hả? Có bán nhưng mà cái người bán số ít gì thôi. Nội hàng ngày mà nội bán bao nhiêu tờ? Hàng ngày bán 100 tờ. 100 tờ. Bé Như bán bao nhiêu tờ nội? Bé Như 300 mà trong khi nó còn số. Bé Như 300. Hồi tối nó bán là 120 vé. Mà nó bán còn cái 6 mấy vé rồi đó. Bé Như 300 còn bé Ngọc. Nó 300 mà bán còn số, tối lấy 130. 130, 120 à. 120 mà nó bán còn 60 mấy vé. Tôi hỏi nó còn hồi tối này nè. Là sao con không hiểu nè. Cũng như nó đi bán, về bán cặp tối về cỡ 2 giờ, 3 giờ đó cái còn số lại. Rồi cái đắp vô đó, cái nhậu thêm sâu vô đó. Ngồi đêm nhiêu nữa? Ngồi sinh sắp mấy vé của nó còn lại. Dạ. Rồi con Ngọc hồi tối bán cũng còn nữa. Còn nữa rồi cái cũng nhậu vô đó cũng Ngọc cũng. Là bà nội gánh. 5 mấy vé thì đó sáng chia ra bà nội phải đi tiếp. Nhưng mà tổng cộng một ngày bán vé số của bà nội với Như với Ngọc lấy từ thầu là bao nhiêu vé? Là 400 vé. 400 vé. 400 mà trả tiền mặt mới được, chịu mà không có chịu. Số ông ta bán ra thiếu nhiều quá rồi ai cũng thiếu trơn, thành ra thầu nó không có cho lãnh chịu hồi nào tới giờ đó lãnh mặt không à. Lời được bao nhiêu nội? Dạ lời mà là 100 vé là được 100 ngàn. Mà nghe nói với số bây giờ lên 100 vé lời được có 95 ngàn nữa. Nghe nói gì? Mà chưa lên, nghe nói bữa. Nội lời được 400 ngàn một ngày. Thì mỗi một ngày như thế chi phí sinh hoạt cho các bé với là nội là bao nhiêu tiền? Nội tối không nó 5 mấy ngàn rồi. Dạ. Nó ăn rồi nhiều khi đó bụng nó ăn cơm tắm này. Dạ. Rồi con Hà Ngọc nữa. Tối nhiều khi nó ăn vô 30 ngàn, 40 ngàn. Sáng thì cỡ nữa 20 ngàn. Ở đây thì tụi con không có muốn gọi là hỏi nội quá về cái vấn đề riêng tư. Nhưng mà tại vì Đạt ở đây có kết nối với mạnh thường quân để cho mạnh thường quân nắm rõ hơn. Có nhiều người nói hỏi là ủa tại sao ba bà cháu bán ngày 400-500 tờ mà không đủ tiền để đóng trọ. Có chăng là nội đã còn dư tiền cho người con trai của mình xài và người con trai của mình sử dụng đồng tiền không đúng mục đích. Có xin nội. Dạ. Là coi như là lâu lâu là mới xin một lần hay sao? Không, nhiều khi cách bữa nó xin. Rồi như hôm qua nó đi bán đó, nó đi bán nó tối nó không giặt thì nó không có xin. Còn ngồi đó không có đi bán, ngồi đó mấy ngày bán thì nó gặp mới xin. Thấy gặp xin tiền. Và con nghe một điều không hay gì nè, ba hút chích lắm. Còn nó là nó quấy rồi mình phải nói cho nó quấy, còn nó phải mình nói cho nó phải, cho mình không có ủng hộ nó. Yeah. Nhưng mà cái nó chích thì cũng có nữa, nó đúng ra đi. Là mẹ không có bao che nữa, cái nào có mình nói thiệt, nó dốc, nó dũng sướng cắt lưỡi hết. Vậy là nội rất là khổ tâm đúng không? Vừa lo cho cháu, thấy cháu mình buôn ba buôn bán như vậy, con của mình lại không? Cũng có đâu, khổ tâm trời thôi, ông chồng còn sống đó. Bán cái gì cấu đầu tiền không đưa không quên ai ông chồng của nội á. Bây giờ ông chết rồi, ông chết được hồi đó ông chết 42 tuổi mà giờ 65 tuổi rồi, chết rồi mới 66 mấy lần rồi mới đỡ khổ chứ. Cái hưởng ai cũng thấy mà ba nó khổ vậy, khổ tâm mà khổ thấy sáng rồi về bị chồng chữ rồi vượt quá. Hồi đó tôi biết vậy chứ đâu có ưng ủng đâu, tôi không có ưng thiệt, người ta làm mai. Rồi ông còn con trai đó cho cắt cho tiền sống lợi, đem đi đường xong là chết rồi lại đó, người ta cứu được đó, về rồi mới sống lợi. Bởi vì uống 1 xị thôi, uống 2 xị vượt mẹ con thì trời nó chết luôn, không trời bị đánh. Bởi giờ sức cái cảnh nó ra rồi tôi mừng lắm đó. Chú tin chú Hòa Mẫn hỏi hết rồi. Bởi vì em chồng tôi ai cũng khuyên tôi chơi, không có hổn với ông già chồng mẹ già chồng cũng chơi. Thằng chồng nói là chạy trốn rồi, cha không có chữ là nó quýnh chết á. Bởi giờ sắp cảnh nó rồi, bởi giờ còn cảnh khổ. Chia sẻ lên những cái mạng, những cái vấn đề riêng tư như thế này á, thì nội có ngại không? Không có ngại, coi sao nó thiệt vậy. Nói đúng là mấy chú thường, mấy chú mới chia sẻ, chú mới không thường, mấy chú đâu có chia sẻ đâu. Nhưng mà nhiều khi cái lời nói của mình chút hết cái tâm tư ra rồi nó nhẹ nhõm con người, nó thoải mái con người. Nội có những cái tâm sự gì có thể chia sẻ được, nội có thể tâm sự với tụi con để cho mọi người hiểu thêm. Tại vì người ở ngoài nhìn vô thì sẽ không biết. Ba bà cháu bán ngày 400-500 tờ vé số, mà tại sao tiền không có tiền đóng trọ, mà là nhờ cộng đồng mạng nữa. Con sợ người ta sẽ nói như vậy, sẽ nghiệp cho nội. Thì về cái cuộc sống chi phí sinh hoạt hàng ngày như thế nào, nội có thể chia sẻ những cái khó khăn khuất mắc trong tâm tư của nội, cũng như là việc già có trị bệnh hay là như thế nào không? Nội có thể chia sẻ được. Mình cũng sợ trở về sau, nếu mà già thì sợ không có tiền trị bệnh. Nhưng mà tối ngủ giá trời nó thật, nếu mà có phải theo ông theo bà thì đi luôn cái một, đừng có đòi mình. Mấy đứa cháu nó không có tiền còn nghỉ. Nội nói là nội đi luôn cái một rồi bỏ cháu cho ai? Vậy chứ giờ tới số rồi chú, để nhiều khi hành hạ mấy đứa cháu tội nghiệp đó. Con biết được rằng cái khu của nội sống á, chứ còn muốn cho mấy đứa này có chồng có con á, chứ không muốn chết sớm nữa. Con biết được rằng cái khu của nội khu của nội sống nó phức tạp lắm. Thì nội có dự định là chuyển trọ đi nơi khác không? Người ta sẽ hỗ trợ cho nội chuyển đi nơi khác sống nó êm hơn. Chỗ đó thì phức tạp thiệt, nhưng mà có một cái là tối nó im lìm. Đi chỗ khác thì sợ chỗ không có lộn. Không có đâu, im lìm lắm. Con chịu không Như? Nó Như ở chỗ đó quen rồi hả con? Con hỏi bé Như tí xíu nha nội. Nội con kiềm chế đi, nội xúc động quá. Như ơi, chú muốn hỏi con như thế này nè. Con năm nay là bao nhiêu tuổi rồi Như? Con 11 tuổi. Con có được đi học không? Con nghỉ rồi. Vì sao con lại nghỉ học hả Như? Tại con chửi bạn. Hả? Con chửi bạn. Con chửi bạn. Con với lại chị Ngọc là sao? Chị dòng họ. Chị dòng họ. Con bán đề về con đưa tiền cho nội hay sao? Dạ. Ngày con bán được 300 tờ. Đối với con thì nó có mệt lắm không? Không. Chú thấy con á, vừa nói chuyện với chú thôi là con đã khóc ứa lại ở trong cái đôi mắt kìa. Mà tại sao con lại gơ lại vậy? Nhưng dạ. Tại sao con lại muốn khóc? Nghe ngoại nói. Con nghe ngoại nói. Con nghĩ về điều gì mà lại con lại khóc? Tại ông ngoại muốn ngoại. Thì bây giờ ông ngoại cũng yên nghỉ rồi. Ông ngoại chắc có lẽ là sẽ phù hộ cho bà ngoại khi biết bà ngoại cực khổ như vậy á. Thì bây giờ con còn lo điều gì cho ngoại không? Làm tiếp ngoại. Làm tiếp ngoại. Thôi con đừng có khóc nha, con phải mạnh mẽ lên tí xíu. Bây giờ lại khóc luôn rồi mọi người. Thật ra thì ngoại nói là sợ. Cái cảm xúc của Như với Ngọc đó, khi nói về cái mình, bản thân của mình đó, thì kiên cường mạnh mẽ lắm. Nhưng mà khi nói về ngoại của mình đó, thì Như lại ứa lệ. Thì đâu đó cái người mà chăm sóc nuôi nấng Như cũng là ngoại của mình, đúng không Như? Con có muốn nói lời nào không? Vì là bé Như ứa lại không nói nên lời, đúng không con? Như uống nước đi con, uống nước đi. Con uống nước đi. Mấy chú chỉ chia sẻ với cô chú trên cộng đồng mạng nhiều đó thôi. Uống nước đi nha. Bây giờ nội còn khổ tâm điều gì nhất? Nội còn khổ tâm điều gì nhất? Khổ tâm giá cho bác có tiền cho nó ăn uống đầy đủ. Cho nó ăn uống đầy đủ. Thông báo cho nội tin vui gì nè. Thì nội có hai đứa cháu. Thì chị ở giấu tên ở Florida hay Đạt ha? Chị giấu tên ở Florida, Mỹ. Chị có hỗ trợ cho ngoại trả tiền trọ 4 triệu mấy á, đúng không ngoại? Nội. Thì tí xíu nữa đi bán hết vé số đi. Có bé Như ở đây nữa nè, có hai cháu à. Mà nếu như mua đồ mới cho bé Ngọc không mua cho bé Như á thì sợ bé Như buồn. Thôi tí xíu bán hết vé số sau 4:30 thì lên xe của con á, chở mấy bà cháu đi mua một ít đồ Tết thay mặt cho chị giấu tên ở bang Florida gửi cho Đạt á, cho nội. Cho nội trả 4 tháng trọ, còn lại bao nhiêu là mua đồ cho hai chị em của bé Như và bé Ngọc. Mỗi một bạn được 2 bộ đi ha. Tôi sắm bà cho bà nội một ít bộ đi. Bà nội dành tình thương cho hai đứa cháu, cho Bảo Ngọc với Quỳnh Như ha bà nội. Vậy thì chắc có lẽ là bây giờ nội với lại Như uống hết nước đi, rồi sẽ đi sắm đồ mới cho hai cháu của mình ha. Rồi, con cảm ơn nội rất là nhiều. Bà nội có lời nào nói đến cô giấu tên ở Florida không? Cũng như tất cả các mạnh thường quân luôn ha nội. Mấy chú nói lại dùm là cảm ơn mấy cái ông mấy cái cô đó là gì thật là nhiều, làm cho vượt qua cái ải này nó cũng đỡ khổ lắm, nhà rồi người kia rất cảm ơn. Thì cũng thay mặt bà nội á, chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị mạnh thường quân. Và trong video clip ngày hôm nay á, thì thay mặt Đạt Đồng Tháp cũng chân thành cảm ơn một cái chị giấu tên ở bang Florida của Mỹ á, đã hỗ trợ cho ba bà cháu có một cái niềm vui trong những ngày cận Tết như thế này. Thì một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác và hẹn gặp lại cô bác của chị ở chuỗi video clip sau ha.